cụt mất đuôi rồi. Cái con trâu đang đẹp, có đầu, có đuôi đàng hoàng, mà giờ cụt đuôi giờ lại thành coi như là đít thì đít con lợn, đầu thì đầu con trâu, mồm thì lại thành mồm con chó. Thế là chán vậy. Nếu bạn nào ở miền Bắc ấy thì các bạn sẽ biết được rằng là cứ mỗi một lần mà gió Bắc nó về ấy thì nó hay kèm theo mưa các bạn ạ. Đó, nó hay kèm theo mưa. Thì một cái trận mưa nho nhỏ vào buổi sáng nay ấy, mình cũng vô tình không quan tâm đến, thế là nó bị hắt vào trong cái khu vực mà mình để con trâu này này. Con trâu mình để chỗ 2, chỗ 4 viên đá kia cạnh cái ngôi nhà ấy, thì mưa nó hắt vào, thế là nó làm cho cái đuôi của mình nó bị cụt rồi này. Đấy, chờ mãi đến ngày khô trắng để chuẩn bị mang đi lung thì là nó mẹ bị cụt mất đuôi rồi. Không những nó cụt cái đuôi ấy thì nó cụt cả cái sừng này này các bạn này. Các bạn có nhìn thấy cái sừng này của mình nó có khớc đây không? Là nó bị cụt đấy. Thế nhưng mà thôi, bây giờ mình sẽ quyết định là vẫn đi nung nó. Thì nếu mà ví dụ trong quá trình nung mà bị gãy mất cái sừng này là một này. Đấy. Với lại bật cái móng chân này là hai này, cái móng chân này lúc đấy cũng bị bung này vì mưa đấy. Thì đó không phải là do tại đất nhá các bạn nhá, mà là do nó bị gãy từ đầu mà mình vá lại đấy. Chán ghê. Đang thành con trâu giờ thành đầu trâu mặt lợn nào quên. Đầu trâu người lợn. Thôi được rồi, để mình đi nung vậy. Bây giờ thì mình sẽ dùng cái giấy bạc này này, mình cuốn cái con trâu này lại. Cuốn con trâu bằng cái giấy bạc này thì để cho con trâu nó kiểu như là nó không bị cái khói lửa nó làm đen ấy. Thì nếu như mà nó chín ấy thì nó sẽ đỏ hơn. Đấy, cuốn nó vào rồi thả vào lửa này. Hy vọng là cái sừng của nó mình gắn là sẽ không bị gãy. Và cái chân của nó nữa, mình gắn lại cái chân với cái sừng ấy. Tiếc quá. Mình sẽ đặt lên trên đỉnh này, rồi sau cho nó cái than của nó cháy nó sẽ nóng lắm các bạn. Giờ đặt nó kiểu gì nhỉ? Mình sẽ phải lấy hai que mình lưng mình đỡ mình đặt nó vào chứ không tay này mình không cầm được, nóng lắm. Đấy. Ok rồi. Thịt nướng như nướng gà ấy. Đây. Làm nào mà nó tụt hẳn ở dưới này thì đẹp này. Tụt hẳn lên. Tụt cũng đơn giản thôi nhưng mà giờ ấn cố độc sợ nó gãy mất sừng này. Xem nào. Chắc là nó mắc cái củ này. Thôi được rồi, cứ tạm thời để thế đi đã. Mình cứ chất củi ở bên trên này cũng được. Ai xài, lòng quá. Đấy, có một chút củi mới cái mà nó cháy ghê giờ. Cái con trâu của mình ấy, cái lúc mà mình vừa cho cái lớp củi thứ hai vào thì là chẳng may nó bị rách mất cái phần giấy bạc rồi các bạn ạ. Đây, bây giờ các bạn có thể nhìn thấy mông con trâu này. Đấy, từ đây là mình có thể nhìn thấy là hình như con trâu của mình nó không bị lứt các bạn ạ. Nó không bị lứt, nó đang hồng đấy. Đấy, rách cái giấy bạc này thì là con trâu nó sẽ bị ám khói bởi cái củi thì nó sẽ có màu đen. Thế nhưng mà thôi không quan trọng. Đằng nào nếu như con trâu này của mình mà nó được ấy, thì mình cũng sẽ sơn cho nó một cái màu đen mà. Chứ mình cũng không thể nào mà để nó nguyên bản như thế kia đâu. Nếu như mà muốn đốt thành gạch cái con trâu này ấy, thì là mình phải đốt tầm nó khoảng nửa ngày cơ. Thế nhưng mà mục đích của mình là không cần đốt thành gạch các bạn ạ. Mình chỉ cần đốt gọi làm sao mà để cho cái con trâu của mình nó gì nhỉ, nó sẽ không bị mưa nó làm tan vỡ ra nữa. Tức là chỉ cần nó cháy cái đất là được. Cho nên là mình đốt hết cái mẻ củi thứ hai này là xong rồi đấy. Nhưng mà mình tiếc quá là mình làm nó bị rách mất cái giấy bạc ấy. Thì nó sẽ bị có chỗ nó ám đen. Thì lúc mà mình mang ra thì nhìn nó không được đẹp. Nhưng mà không sao, kệ nó đi. Đó, như thế là được rồi. Bịp ơi, bịp. Nào, làm gì vậy? Hả?
Nào, bịp, bịp. Phá chuồng của vịt phải không? Nào, giỏi nhé. Này, này. Không được phá. Lát chuồng của nó về nó lại cắn cho, rốt lắm. Nói bảo là vịt cắn bịp bịp nhưng mà vịt sợ bịp bịp các bạn ạ. Đây, con vịt mình thả ở đây để chơi cùng mình với này đốt lửa cùng mình. Nhưng mà nó thấy bịp bịp nó nhảy ra cái là bây giờ con vịt nó nhảy vào trong kia. Không dám ra, sợ bịp bịp. Rát hết. Cái con chim sáo nó cũng vừa quanh quẩn ở đây này. Con chim sáo nó vừa quanh quẩn ở đây nhưng mà nó nhìn thì bịp bịp nhảy ở đây cái nào nó lại chạy mất rồi. Đấy. Bịp. Này. Ái à. Chíp chíp chíp. Anh có vẻ là quen nhau dần rồi sao ấy. Có vẻ là quen nhau dần. Này 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 này. Sợ sợ sợ, nó vẫn sợ con bịp bịp các bạn. Nó vẫn sợ bịp bịp. Thôi đi, bịp với ra ngoài đồng đi. Ra ngoài đồng đi xa xa nhà tí nhá. Kiếm ăn thì đi xa xa nhà tí, đừng đứng ở vườn. Đừng đứng ở vườn đấy kìa. Đây. Mạnh mẽ lên như này, trời mưa bay xa xa nhà tí mà kiếm ăn như này. Ai đâu lại bâu ở AV của anh để dình mấy con chim thì chết. Đi đi. Nào. Đi. Chế. Đấy, lại quanh về để không? Lại quanh 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 kiểu gì kiểu lại quanh về nhà. Người đi lắm. Ấy bịp ơi, bịp, đừng đứng ở đây, đứng ở đây dọa chim là nó sợ đấy. Nó sợ em lắm. Chết 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 chết. Đứng hóng ở cái chùa ở cửa cửa cái AV của mình này. Nào nào ra đây, ra đây. Ui ui đừng lên đấy, chúng nó sợ. Ui ui em. Ui 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 ui. Bịp bịp nhà mình thì nó không bắt được con chim sáo, thế nhưng mà những con chim di hoặc là cái con chim keke hay là bịp bịp nó gặp là nó vồ luôn đấy. Dám đứng hóng ở cái cửa chuồng của anh à. Nhiều phết đấy nhỉ. trông em còn phải cẩn thận hơn là trông con mèo đó. Kìa mấy con chim của mình kia nó thấy bịp bịp nó đứng ở cạnh nó làm nháo nhác lên chưa. Ghê chưa kìa. Thôi không được nhá. Đây, giờ ra ngoài đồng. Ra ngoài đồng xem có kiếm được cái gì ăn không. Đi đi. 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 Ô. Trèo lên vai á. Chân bẩn lắm. Ra ngoài đồng đi. Hay là đi 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 bay hàng kia đi. Bay đi 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 đi. Nhanh lên. Nhanh lên không ướt hết lưng rồi. Đi đi để anh vào không ướt hết rồi. Bìm. Đau giời. Thôi đi đi để anh vào không ướt hết rồi. Đi đi. Bìm. Đi đi. Giờ ra ngoài đồng bắt nhái. Ở ngoài đồng nhiều nhái lắm. Ở AV này là toàn chim anh nuôi ấy, không bắt được. Nhá. Biết chưa? Đâu à thằng Di đâu à? Ghê. Ở ngoài này lúc đấy là không có một bóng dáng của con chim nào các bạn ạ. Cái con bịp bịp nó đỗ ở đây cái mà mấy con chim tạt hết vào trong cái gốc của cây hồng xiêm kia. Không có con nào dám bén mảng ra đây. Đúng là gặp sát thủ cái biết sợ ngay đúng không? Đâu thằng Di đâu à? Di ơi. Ra cho hạt kê với lại thóc mới này Di ơi. Đâu nhỉ? Di Di Di. Sợ quá nhỉ. Đây đây đây, hạt kê thóc mới. Nhanh. Đây mà. Vẫn còn sợ con bịp bịp đấy. Đây. Nào. Thóc mới đây. Đấy. Hết hồn hết vía con bịp bịp. À, hôm nay nếu như mà trời không mưa ấy thì là mình cũng định lên trên chỗ người ta bẫy chim sẻ ấy. Mua chim sẻ bẫy ấy. Thì để mình xem có chim di không thì mình mua lên một con. Đấy, bởi vì là người ta bẫy chim sẻ là cũng hay bẫy nhầm phải con chim di ấy. Thì mình nên nếu như mà người ta bẫy phải con nào thì mình mua con đó. Nếu như mà nhiều ấy thì mình mua tầm nó khoảng vài con. Còn nếu mà người ta bẫy được ít ấy thì mình mua lấy cả đi. Để cho nó về một số là mình thả vào trong AV và một số là mình thả nó đi. Thì con chim di đấy thì nói chung là người ta cũng ít đi bẫy lắm. Chẳng may người ta bẫy chim sẻ thì mới vớ phải thôi. Mình thì lên mình vô tình gặp con nào thì mình mua con đấy. Chứ cũng mình cũng không thích bẫy chim ở ngoài tự nhiên về để mà mình thả vào trong này. Thì con chim di này thì bây giờ để mà buồn thì nó cũng không buồn lắm. Nó có mấy con chim keke kia kìa. Làm bạn của nó rồi đó mà nó cũng có buồn đâu. Nhưng mà kể ra nếu mà có một người bạn mà nó cùng ngoài giống với nó ấy, thì nó sẽ vui hơn nhỉ. Đây, để đây cho nó ăn. Đó. À đấy, để mình lên mình xem cái gì nhỉ. Xem cái con trâu của mình nó thế nào rồi. Đâu, lửa tắt rồi. Đây, đấy, mình bảo ngay mà. Cái con trâu này này là nếu như bị rách cái rách cái gì nhỉ. Cái giấy bạc là nó bị đen này. Đấy, nó bị đen. Rồi, bây giờ mình sẽ gắp nó ra xem nào. Lấy cái gì gắp nhỉ. Lấy cái gì nhỉ? Để mình sẽ tìm cái gì để gắp nó ra đã. Có vẻ là nóng đấy.
không biết là cái kéo này liệu mình cầm ở đây cầm được ấy à, kéo lại rơi mất thì phí. Đây có vẻ nó ổn đấy các bạn ạ. Từ từ ăn các bạn, đợi mình một xíu mình đi ra đây cho nó an toàn, nên không là nó rơi cái giờ thì mất không ngay. Ôi giời ơi, con cún chạy ra xem nào. Đấy, đây có vẻ là ổn đấy các bạn ạ. Đây ốc hói chết rồi, sao dụng mất rồi. Đấy, mình đang bảo là may quá cái sừng mà mình gắn nó không bị gãy, hóa ra là nó vẫn gãy. Ừ, cái kiểu gì kiểu nó vẫn gãy mà. Nhưng mà thôi không sao, như mình bảo lúc đầu ấy là cái sừng này là mình gắn lại, nếu chẳng may nó có gãy thì nó cũng không phải là tại chất lượng đất đâu, là do mình gắn nó không được liên kết lắm thì nó mới gãy thôi. Nhưng mà không sao, cái sừng này sao tẹo là mình gắn keo lên 2 được, không sao cả. Đây ở những cái chỗ nào mà nó không bị vỡ từ đầu thì cho các bạn xem này. Wow, được đấy, thành công rồi. Như thế này là thành công các bạn ạ. Mình có thể là tiếp tục sử dụng cái đất này để mà mình nặn những cái mô hình khác. Đây, những cái vế bên này này không hề nào mà bị nứt nhé. Chỉ có cái phần ở trên đỉnh nương này này chắc là nó dày quá ấy, thì nó mới nứt, gọi là nứt răm một tí thôi. Như thế này là ổn rồi đấy. Cái sừng này thì bây giờ nó gãy như này là mình có thể gắn keo được này, khi mà nó chết như này rồi. Đây, ở bên trong nó chửa chín hẳn, nó mới gọi là một chín một tí ở lớp ngoài thôi. Như cái vế này là chắc là được nhiều lửa này, nó chín đỏ hơn này. Đấy, bây giờ đợi nó nguội xong mình gắn keo cái sừng kia vào, xong cái đó là mình quét sơn. Như thế này thì có thể là phơi mưa phơi nắng thoải mái rồi, không lo là bị mưa nó làm cho tan chảy nữa. Xem nào. Đấy, kêu con cả rồi đấy. Nhưng mà nóng, đợi một xíu để cho nó nguội đã. Thôi đi ra ngoài kia đi, ra ngoài kia gọi con kia về. Này nhát chết lại chui vào trong lòng rồi này. đi đấy, lại chui vào trong lòng để không. Chim mới cò mở cửa cho ra nhưng mà lại cứ thích chui vào trong lòng cơ. Để mình sẽ đuổi con bìm này ra ngoài kia để cho nó kiếm cái con kia. Nó có hai con thì nó sẽ chơi với nhau ấy, thì nó sẽ không bị lạc đường. Nhiều khi đấy, đi. Cái con này thì nó nhát hơn. Đấy, lại tìm đường chạy vào trong nhà đấy. Mày phải nhớ mày là chim chứ không phải mày là gà đâu nhá. Là chim bên này, trời cao biển lớn ở ngoài kia kìa. Bay thật lực đi chim này. Đi. Tìm đường giúp ở trong nhà này. Ui khéo, vỡ con trâu của anh, rồi hết trâu đây. Trâu đất đấy. Đừng động. Thế, đi. Đi tìm con kia vào đây. Đi. Bay. Quên cách bay rồi. Ôi nhỉ, cái con kia đâu nhỉ? Nó đâu mất đâu? Trời thì lại mưa mau mất rồi. Mưa mau này mà tối mà nó không về là nó không về đâu. Bởi vì là nó hay rúc ở dưới những cái tán cây này, này. Là nó nằm im một chỗ. Trời mưa ấy là nó không về đâu. Hy vọng là thả con này tẹo nữa con kia sẽ về. Để xem mấy con trâu này nó nguội chưa để mình cho vào sơn luôn này. Trời càng ngày càng mưa mau hơn các bạn ạ. Mình vừa làm xong chú trâu thì trời có vẻ là mưa to hơn đấy. Thế nhưng mà không sợ nữa. Bây giờ mình dám đứng trực tiếp ở ngoài mưa này để mà mình quay cho các bạn xem này. Con trâu của mình bây giờ là nó không sợ mưa nữa. Đấy. Đây chính là một cái chú trâu thử nghiệm của mình nặn từ đất để kiểm chứng cái chất lượng đất thì nó như thế nào. Thì bây giờ là mình đã sơn và làm xong rồi này. Ở cái phần sừng của nó bị gãy ấy, là sau mình gắn keo xong mình quét sơn là nó kiểu nó không ăn sơn ấy. Đó mà bây giờ là nó kiểu cái sừng nó bị trắng. Thế bây giờ là thành trâu đốm mà. Với lại cái đuôi nữa này. Cái đuôi là nó bị cụt à, lúc mình đang xoa qua để quét sơn thì là nó bị gãy mất. Thì là mình gắn keo vào nó cũng không dính. Thì bây giờ là nó cái chỗ gắn keo nó cũng không ăn sơn này à, nhưng mà kể ra không sao, không ăn sơn nó cũng hình cái đuôi cũng được. Đấy thì đây bây giờ là thành hình con trâu gốm sứ rồi. Đấy, và từ mai trở đi nếu như trời nắng là mình sẽ triển khai và làm những cái con tiểu cảnh của mình về sau. Bây giờ là cái con trâu này là con trâu thí nghiệm thôi. Đây mình cho các bạn xem nhé.
không sợ mưa nữa rồi. Đấy. Thế, ngon, ngon, đấy. Dù nó là một con trâu thử nghiệm thế nhưng mà nó cũng đã có hình có hài rồi. Nó xấu hay nó đẹp thì mình vẫn muốn kê nó ở trong này. Đấy, mình kê nó vào đúng cái vị trí mà mình vẫn đặt nó trước đó mà bị mưa nó ướt nhá. Đấy, ok. Vậy là tác phẩm trâu của mình đã thành công rồi. Đấy, bây giờ thì mình cứ để ở đây mặc cho nó phơi mưa, phơi nắng thoải mái. Không sợ trời mưa như hôm qua mà mình chửa lung mà nó bị lứt nữa. Như chiếc nhà xi măng của mình này này. Đấy, bây giờ trời mưa vào thoải mái, không có lo gì cả. Bởi vì nhà xi măng này là mình đã tráng một nước xi măng rồi. Còn cái con trâu này thì mình đã lung qua lửa rồi. Đó. Bây giờ thì mình sẽ đi gọi con bịp bịp về xem nào. Trời mưa to quá. Gọi là về không tối mất rồi. Bảo ngay mà, thả con kia ra là tự tìm nhau là thấy nhau rồi. Đây, mình thấy con chim kia nó bay ra đến đây cái là mình biết ngay là con bịp bịp ở góc này. Đi về đi, bịp có về không? Về đi. Đi, chơi chán rồi à? Đi về đi. Đi. Đâu, thế còn con kia có về không? Bịp. Thank you.